Điều gì khiến bạn ho stack và đánh thấp? Bạn làm 3, làm 4 nhưng đồng đội vẫn không thắng được. Bạn chơi game thua 14, 16. Bạn chỉ chơi tròn vai và không gánh được tem. Đồng đội bạn thua 2 vết 4. Ngoại trừ những yếu tố đồng đội thì mình đảm bảo với bạn rằng 80% mọi người chơi game ở danh thấp thiếu áp lực. Thế bây giờ áp lực là gì? Bạn anti vào trong sai, bạn phải check tất cả các góc để đảm bảo rằng là không có địch. Có càng nhiều góc để check thì áp lực của bạn càng nhiều lên. Hay ví dụ khi bạn tham gia hạ gục được nhiều địch, nó cũng tạo được áp lực cho tem để khi đánh vào trong sai. Thế thì chẳng phải nếu bạn làm 3 làm 4 thì nó đã tạo được một áp lực khá là lớn rồi. Nhưng đôi khi áp lực như thế vẫn chưa là đủ. Đối thủ của mình giết 3 nhưng tem bạn vẫn thua. Đó là bởi vì cái này. Vì một pha đẩy này mà tem bạn đã phải trả giá bằng một round thua. Đúng là bạn có thể đổ lỗi do đồng đội bắn kém, nhưng nếu nhìn theo một khía cạnh khác thì bạn sẽ thấy bạn là người nắm giữ áp lực khi giết 3, nhưng nếu để có smoke bạn sẽ làm mất áp lực đó. Thứ nhất, bạn là chủ lực chính của đội, có thể nói là người đam chính. Thứ hai, nếu bạn còn sống, tem mình có lợi thế về người, có thể dễ dàng đổi mạng hơn. Thứ ba, đồng đội bạn sẽ không phải check tất cả các góc, áp lực giảm đi rất là nhiều. Thứ tư, khi chết bạn làm rơi súng, khiến địch nhặt được súng và làm giảm áp lực của địch phải chịu khi đứng ở trong sai. Nếu bạn là người nắm giữ áp lực, hãy cố gắng duy trì nó để tạo ra những cơ hội chiến thắng lớn hơn. Phần lớn mọi người kẹt danh thấp đều vì phong cách giống anh chàng này. Vậy thì bạn tạo áp lực như thế nào? Bất kỳ những gì tạo lợi thế cho bạn chính là áp lực cho tem địch. Ví dụ như đấu trỏng đầu, bắt địch phải êm chuẩn hơn, trong khi bạn có thể sấy dễ hơn. Hay ví dụ như góc kẹp chéo bắn từ hai phía đối diện, áp lực khiến địch không kịp trở tay. Ví dụ như mình quắc, địch không biết mình ở đâu, và ngược lại, địch tự tạo áp lực cho bản thân bằng cách chạy. Cây off mid cũng là một loại áp lực, chạy mid chay rất khó để có thể thực hiện. Địch bắt buộc phải tốn smoke hoặc flash và vân vân. Nếu không có tiền mua smoke hoặc flash, bạn sẽ bị mất lợi thế về kiểm soát thông tin và kiểm soát map. Từ đó việc đánh sai A hoặc sai B sẽ khó hơn rất là nhiều. Ngoài ra còn có lợi thế về người, lợi thế về bom mìn, lợi thế về súng. Những áp lực về số lượng này sẽ luôn giúp bạn chiến thắng trong game. Hay đơn giản hơn là call out. Như đầu video mình đã nói, nếu mà không phải do đồng đội, chúng ta sẽ chỉ tập trung áp lực vào bạn và chỉ bạn mà thôi. Hãy cùng xem đoạn video sau. Đây là một pha bắn của mình với áp lực yếu. Mình kê góc, đứng yên. Với những người đặt tâm tốt thì chỉ cần một giạt là mình sẽ chết luôn. Sau mạng đầu tiên tạo ra áp lực, mình vẫn đứng đấy mặc dù lộ vị trí dễ đoán. Kết quả là mình chết và tạo cơ hội cho địch dễ đánh sai hơn. Còn đây là một pha bắn của mình với áp lực mạnh. Mình nhá khi kê góc để tránh địch bắt được mình dễ dàng. Sau mạng đầu tiên tạo áp lực, mình đã đổi vị trí và lùi lại. Việc lùi lại này tạo áp lực lớn hơn so với việc đứng lại. Mình lùi lại để địch không biết được vị trí, có để cover đầu đồng đội trong sai. Đổi mạng khiến địch đánh vào sai khó hơn. Mọi người có thể thấy hai pha thủ đều giết người để tạo áp lực, nhưng hành động tiếp theo có thể quyết định bạn sẽ giữ được áp lực hay không. Nếu bạn là người giữ áp lực, bạn không để chết quá sớm. Ví dụ như ở trường hợp này, mình đã đổi một và bắn tất cả yếu. Câu chuyện được đưa về 1v1 và đối thủ mình chỉ có 10 máu và tem mình vẫn thua. Ôi, mọi người nhìn đặt tâm này, trong đơn độ nào free win. Nhưng mọi người nên nhớ, đồng đội có thể không có kiến thức về game, ít hiểu biết hơn bạn. Easy win với bạn chứ không phải với họ. Và đây thực ra là mình cũng troll game. Mọi người hãy xem hết video này và đưa ra lý do tại sao mình lại gây áp lực yếu. Mình giết một và mình còn sống để thủ sai. Bất kỳ những gì tạo áp lực cho đối thủ chính là lợi thế. Thông tin địch là T-Bay. Thay vì giữ RAM bị động, mình hoàn toàn có thể đẩy chiếm RAM hoặc là đẩy chiếm lầu, đợi địch đặt bom và gọi đồng đội về. Đó là một trong những vị trí khó check hoặc là ít check khi bỏ trong A. Vấn đề ở đây là thông tin qua out có thể tạo lợi thế cho mình, nhưng mình đã dừng lại. Mình đã không chọn sử dụng nó làm một lợi thế. Nói về tổng quan, sử dụng kiến thức, sử dụng lợi thế để tạo áp lực. Đó là lý do tại sao mọi người cần phải am hiểu những kỹ thuật cơ bản của game. Sống để tạo áp lực và có nhiều bước để cộng dồn áp lực lên. Đây là mình về ra pistol giết 3 mạng. Mình giết 2 và ép đối thủ xuất hiện, tạo một áp lực khá là lớn. Trường hợp này cũng là 3 mạng, mình giết được 2, nhưng mình cảm thấy mình làm được, thế nên mình pick thêm một lần nữa. Như bình thường mình đã nói, mình có thể hoàn toàn lùi lại để tạo thêm áp lực, rõ ràng là bởi vì nó sẽ chán hơn. Ví dụ như một trận đấu nếu bạn dẫn tỷ số là 10-5, bạn sẽ muốn đẩy lên giết người để cải thiện frag hoặc có thể là phút bài tới chết. Bởi vậy nên chơi game tạo áp lực sẽ khiến bạn nhanh chán. Chắc chắn sẽ vui hơn khi bạn đẩy lên và giết người, nhưng nếu bạn chết chay, bạn là áp lực cho mọi người. Thế nên chơi game để tạo áp lực nó đôi khi có thể hơi khác so với chơi game để vui. Đây sẽ là một trong những cái đoạn ví dụ mà mình muốn nói cho mọi người. Trong cái trường hợp mà ví dụ như ở còn một người mà đấu 5, đây ví dụ đây là mình, thì nếu mà mọi người vận dụng áp lực hơn, kể cả đối thủ bắn tốt cỡ nào chẳng nữa, thì mọi người có thể thắng ván này một cách cực kỳ đơn giản. Nhưng đây là cái sai lầm mà tên bạn mắc phải khi một đấu 5. Đấy, từ nhá, mình sẽ dừng ở đây nhá. Mọi người nghe thấy có tiếng có người chạy ở chuối chưa? Và mình sẽ nói luôn cho mọi người biết là sau cái tường vàng này có một người, tức là có một ông CT đứng ở đấy. Thì tính mình check cẩn thận, thì mình chắc chắn mình sẽ check góc này. Nhưng mà cái vấn đề không phải ở chỗ đấy. Cái vấn đề ở đây ấy, là khi mình chuẩn bị di chuyển ra pick cái ông đứng sau cái tường vàng này, thì nếu mà là người đẩy chuối ấy, để có thể cover được đồng đội ấy, mọi người đừng chạy sát tường phải. Mọi người có thể hoàn toàn chạy sang tường trái một tí,
để cái góc tầm nhìn khi nó chạy chuối vào đây nhìn đấy nó sẽ rõ hơn rất là nhiều. Thì nếu mà coi như là mình bắt được cái ông của sau tường vàng này đi thì chắc chắn họ sẽ đổi được mạng luôn đấy. Và mọi người thấy kết quả chưa, cái kết quả của việc di chuyển đấy, nếu mà trong trường hợp mà ông ấy di chuyển sang bên phải thì không bao giờ đến lượt mình có thể giết được một người chuối. Phát này cũng là một điều tương tự như lúc nãy, bởi vì hoàn toàn người ở mid ấy có thể cover được người đối phương cống, bởi vì nhắm mid thẳng thì mình sẽ khó bắn hơn bởi vì nó là khoảng cách tầm xa. Và với cả nếu mà đứng ở dưới cống cống ấy, chỉ cần đợi mid mid xa này, ngắm có thông tin là có thể thò đầu lên bắn mình, thì tức là hai nhịp xảy ra cùng một lúc, mình không thể bắn hai nhịp cùng một lúc được. Kể cả mình bắn cứ cho là mình bắn giỏi cỡ nào đi chăng nữa mình cũng không thể bắn hai nhịp như thế được đấy. Nên nó lại dẫn ra thêm một cái mạng nữa là ông kia đi ngắm, ông kia ngắm mid ở cái vị trí đấy rồi, tức là mình biết thông tin rồi thì đấy nó không phải là áp lực lên người mình nữa, bởi vì mình biết là địch đứng ở đấy rồi, mình hoàn toàn có thể đặt tâm mình pre-fire được và đấy địch chết. Trong trường hợp mà ví dụ còn hai người đúng không, một biết bây giờ một người chuối một người A rồi, và nếu mà ông này chết đúng không, ông này chết nó lại càng gây áp lực hơn cho người ở chuối, bởi vì người ở chuối là sống cuối, mình hoàn toàn có thể đi A được đấy. Nhưng đoạn này là mình cũng throw áp lực rồi, áp lực của mình lên tem này hoàn toàn rất là cao rồi, nhưng mình throw quá bởi vì mình cảm thấy mình pick được, pick đấy, mình pick trượt và thua. Nhưng mà mọi người cũng có thể hiểu được cái vấn đề ra mình có smoke mình có thể trả ra và mình đi à mình thắng luôn, nhưng mà quả này mình hơi throw game, mình muốn pick chay luôn ăn được mạng luôn đấy. Đấy cả tem có 5 người, nhưng mà nếu mà mọi người có thể sử dụng áp lực tốt hơn, mọi người không để thua được mà hoàn toàn có thể comeback được luôn, bởi vì sau khi ván này thua tem mình bị yếu tiền và tem bạn hoàn toàn có thể kéo round lại luôn bởi vì nó có lợi thế với súng. Cái chuyện này ấy, lỗi chắc chắn là mọi người không thể sửa được ngay sau một round đúng không, thế nên là cái chuyện này nó lặp lại. Và cái thời điểm mà mình đang record cái này cho mọi người xem ấy thì tay của mình lâu lắm rồi mình không chơi và mình bắn rất là kém, và mọi người phải hiểu là khi mọi người không cover được đồng đội ấy, thì nó sẽ rất khó để chơi tạo áp lực cho ván đấu, và thực sự là mình hoàn toàn có thể chơi một cách thoải mái, bởi vì sau khi pha này bắn được 4 mạng và ngay round sau nhá, mình tua mọi người đến round sau, ngay round sau, ngay round sau này mình đánh vào sai đấy, đánh vào sai và tem bạn để mình giết thêm 4 mạng nữa, và lần này là A luôn đấy. Mình không hoàn toàn bắn hay tại thời điểm này và mình bắn rất là bình thường, nhưng tại tem địch nó tạo cái lợi thế cho mình và mình có thể bắn một cách thoải mái nhất có thể.